chào quý vị và các bạn. Như quý vị cũng đã biết rằng là chúng ta trồng chè thì chúng ta cần phải có nước để chúng ta tưới cây chè. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn xem cái nguồn nước tưới của cây chè nó có đảm bảo hay không. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị về một cái nguồn nước tưới cho cái vườn chè này. Vườn chè này thì được chúng tôi tưới bằng nước suối. Và quý vị thấy được rằng là nước suối thì nó tất cả nguồn nước là từ các cái núi ở trên đỉnh núi kia. Và cái sự mưa cũng như là các cái đường dẫn nước ở cái con suối này là đi qua các cái khe núi. Và hiện nay thì nó đi qua các cái bản làng và nó đi qua cái vườn chè này. Thì chúng tôi đã đặt máy và chúng tôi sẽ lấy cái nước ở cái con suối này để chúng tôi tưới tiêu cho cây chè. Thế cho nên là cái cây chè thì được sự tưới tiêu của cái nước suối thì nó cũng là một nguồn nước rất là sạch sẽ. Và quý vị thấy được rằng là sau đây chúng tôi sẽ check cho quý vị xem về cái nguồn nước và cái độ trong của nó như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn. Tưới tiêu của cây chè thì chúng tôi cũng đảm bảo rất là công phu. Có những cái nơi mà chúng tôi phải khoan giếng nước để chúng tôi tưới tiêu. Còn có những nơi mà như cái nơi này thì quý vị thấy được rằng là nó giáp với cái suối và cái nguồn nước suối ở đây nó rất là trong và rất là mát. Thế cho nên là chúng tôi đã tận dụng cái nước suối này để chúng tôi tưới tiêu cho cây chè và nó vẫn có cái sự đảm bảo về chất lượng cho quý vị thấy được rằng là một trong những cái giá trị khi chúng ta làm chè là như vậy. Và các cụ đã có câu nhất nước nhì phân tam cần tứ giống, nguồn nước là rất quan trọng trong việc trồng trọt. Chính vì